Trời, nó móc cái gì ra mà giữ thằng ôn vậy? Móc 7 hả? À? Rồi. Làm biến gỡ dây gàng ra. Đó, bảy gắn nha. Nó thấy mình chuẩn bị vô đây thăm cái mình hỏi nó có đặt không, vô đây chăm cái, vô đây chăm với mình cái, nó chạy nó lấy cái bảy các bạn. Trọng Cần ơi, chạy qua đây, xích qua đây cho né né bộ chuối ra chào cả nhà cái Trọng Cần. Hello cả nhà nhé. Rồi. Đi vòng đường này, đi vòng này nè. Mình là tuyệt tâm, mình nhìn được thằng này được. Nhấn nước hả? Nhấn nước đó. Ừ, nhấn nước đi. Rồi, lời đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Mời các bạn đi thăm bảy gắn cùng mình các bạn. Thì trên đó là cái hình như là 12 cái lọt, 12 cái bảy, 15 gì đó bạn ơi, mình không nhớ. Đem theo 15 cái, em đem theo nhiêu mà thích sạch sẽ lép vậy? Em đem theo 7 cái lên cái 6 cái. Mà lấy cái này rồi còn trong đó 6 hả? 6. Mình đem 12 hay 15 vậy mình không nhớ các bạn. Thì đây là cái thăm cái bẫy đầu tiên của các mình. Các bạn nói thống cảnh mình ngại cho này. Các bạn em nói về các bạn cái. Nói đi. Các bạn sư phụ binh đầy giá bảy mít nhiêu bảy vậy thôi chứ đệ tử nó cứ mấy cái lần leo teo hả? À? Ừ, leo teo trời ơi, dễ thương quá. Leo teo. Mình đặt lên cái mà không biết đặt ở chỗ nào bằng lâu quá mình cũng quên. Hình như đây nè. Tần lễ nè, anh thăm giùm anh cái, ngồi xuống. Đó. Thế này cho tay anh chỉ nè. Dừng đạp bảy đó nha. Có bảy không? Mình đặt ở đây cũng chấp tầng rồi bạn ơi. Thấy cái bẫy không? Hàng khủng. Thiệt không à? Hàng khủng luôn. Thiệt không à? Hàng khủng thì để coi, đi ra đi khác đi, khác đi, đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác cho anh vô anh coi cái coi. Nó nói hàng khủng bạn ơi. Cái đầu tiên nó nói có hàng khủng rồi. Trời ơi, hàng khủng thiệt rồi bạn ơi. Cất gì mà tèm lem ở chân vậy nè. Không phải tay cái tay đệ tử hiện đấy không? Trời ơi, hàng khủng ông nội ơi, nó thấy hàng khủng vậy trời. Trời ơi trời. Con gắn này không được 300 gram, nó hàng khủng là mình cũng hết rồi. Hồi nãy Hai Quy mới điện lại cho mình, ảnh nói ảnh bắt con gắn mừng hơn móc tay nha bạn. Con nó to mà anh nói đâu thì cũng được, hồi nãy cất cái gì đó không lắm, cái bọc lúa đó la làng quá, ta chạy ra ta hút mình á. Con này cũng được các bạn, con này nhì là cái chắc. Trời, Hai Quy nói con gắn mà móc tay hỏi cỡ nhiêu, nó nói trên ổng chơi trên 1 kg, mình không có tin. Bạn kia nó chụp hình cho mình, ổng không biết ổng có chụp hình hay không nữa. Ổng mới thăm dính được 4 con mà có hổ hành bự dữ lắm mình ơi. Mà gần khu mình ở đây nha bạn, mà tại vì mà mình chưa gặp ảnh, nãy ngủ con phê thì anh nói chưa có đi được. Cái bãi này nè, em cứ đặt đi, anh nhường lại cho em đó, anh đi chỗ khác. Hello. Anh đi ra xe xích thằng này chút. Ok. Thấy anh thương em không? Trong này dính gắn anh nhường cho em liền thấy không? Thấy chưa? Trong đây có cây chim hôm trong này nè, em muốn chim thì em chim. Cái đầu tiên hút hàng là có động lực làm những video tiếp theo các bạn. Đi lộn, đi thăm những cái tiếp theo chứ lộn. Bạn yêu thích cái chủ đề săn bắt thì các bạn hãy đăng ký, bấm nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Sụt à. Sướng. Để anh cầm cho em mở túi lưới cái giùm anh đi. Túi lưới siêu gọn, siêu mini các bạn. Bỏ túi lưới kia đi, một túi này. Túi lưới anh nhỏ mà. Bỏ túi lưới bự quá chứ. Bự, túi lưới nhỏ nhưng mà đừng gắn nhiều bự rồi được rồi. Ok, rồi anh em đặt lại cái trong của anh đi ha. Ok. Anh này đặt cái khoa, anh đi ra ngoài kia anh đặt, anh kiếm chỗ khác anh đặt. Rồi, cái đầu tiên của mình là ngon. Từng con rồi bạn ơi. Im. Cái bẫy này cũng cái lùm bẫy này mình dắp từng như ta. Mình dắp tính luôn. Bữa hổm mình có thu rút mấy cái về đó, về dài đường mình chăm về nè. Ok, dắp từng này. Đặt đi, em đặt đi. Mất uy tín rồi các anh ơi, chắc mất uy tín quá anh thấy chống phọc rồi nè. Chống. Cứt quá chà, cứt rồi nè. Hành chứ. Trời ơi, yểu một đống luôn anh thấy không? Ừ, 20 rồi. Bự không? 20 quá. Nhỏ. Cũng nhỏ. Cho cho móc mát bắt đây. 100 gắn qua nó. Rồi, bắt đây luôn đi. Anh này anh chủ đất bạn, anh đi theo chơi. Đi ra anh coi. Anh nói chừng nào đi thú anh. Hút liền thấy chưa? Mình đây cái thứ ba nha bạn, mình hồi nãy cái thứ nhất là dính con, cái thứ hai thì mình chụp nó chết mà mình quên móc điện thoại ra quay nữa chứ. Tới cần nói chuyện với cần á. Mình quên quay. Nó. Để cất cho một đống gắn nhỏ xíu xíu. Được rồi. Cũng được rồi. Nên bữa nay là có trông con hắn ở dạ. Bữa nay đầy túi này được rồi. Nhậu rồi. Bữa nay đầy túi này được rồi. Đủ nhậu rồi ha anh ha. Rồi con này giống chừng bự hơn con đó nữa ta. Chặn ha. Con này bự hơn tí. Ừ. Để cứ thối thác rồi chứ. Nặng quá là nặng. Nắng bạn ơi, tranh thủ bắt tóc hành vô. Đang đi nha bạn. Con này khốn vậy ta. Lỗ chà bá không đi, đuổi nó nhỏ chọt cái đầu đây. Ok, ngon.
cũng im hả anh ha. À, có là, có tiền nhậu rồi. Ok. Rồi, mở cho mình đi. Rồi, bỏ mồi vô đặt lại luôn bạn ơi. Rồi mình ốp máy nha. À, còn thêm cái nữa bạn ơi, cô vừa giật này. Đặt thí nghiệm bạn ơi. Có đặt bên cái nha bạn. Mình đặt bên đây cái này. Khu vực này anh em người đặng cái. Thật sự có cỏ bạn nhìn thấy cái chân này. Có bờ đi làm lúa. Thịt thịt. Không thấy tin tức chứ. Ô, chú chuột thông minh. Vừa đụng tới cái nó chạy ra rồi. Em này chú Bình thì có hàng không? Bạn nó có bạn ơi. Mình đặt bên, đặt bên. Mình kia nó có, mình không có, chứng tỏ con mình quá tệ. Hu 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 hu. Con gì với bồ? Hả? Ồ, hành được hành rồi bạn ơi. Cái đầu tiên của em nói luôn trong luồng 7 chiều hôm nay nha bạn. Ngon quá ta. Bự không bồ? Không, bự không? Thăm có rồi, sao không rút đi? Sao không rút coi luôn đi? Thăm có rồi mà chưa rút, nó kêu mình qua khui giùm cho nó hay gì á. Chưa chưa rút ra nó hả? Mới thích rút hả? Chị tới mày thích vui. Gì? Chị tới mày. Ôi con trùng luôn. Còn sống ta. Một đôi, một đôi. Con này nhỏ, con này cũng được. Con bự không nhỏ ha. Con trùng nó nhỏ. Anh thấy cái bẫy này quen quen cái cần. Bẫy của sư phụ binh nha các bạn. Bẫy lùi tạm lý của sư phụ binh hết xem các bạn. Không, bảy xe bảy cái này mình bán cho nó, mình chia ra cho nó hình như 10 cái không em? 10 cái. À, 10 cái này, 10 cái này với 10 cái kia. Tiếc không? Tiếc quá à, xe bảy này mình nhảy với trời. Bạn là càng trăm nghìn. Đem ra ngoài kia, trăm cái khác đây. Bắt hả? Ồ, lấy cái khác trăm cho luôn hả? Giữ thằng có kìa, trăm miếng mới luôn trời. Các bạn mình quay được không? Có hàng nha, cái đầu tiên vô luôn đó trời. Ngon quá cần. Chúc mừng em nha. Chúc mừng nha. Gần sát qua nhà người ta nè, lá cho lớn vô, người ta bước qua người ta lấy luôn. Cách bụi lá nhỏ nhỏ tới nhà người ta nè. Ok, mở ốp máy rồi. Bờ đó người ta đưa ống chuối trơn. Ờ đúng rồi cái đó đó. Đó dập chuối ra. Ban tày ban trọng lăng rồi là khui. Khui ừ. Khui đấy cứ cho anh coi nha. Gắn cho em bắt. Cái đầu tiên khu vực này luôn nha bạn ơi. Cái quất hả? Con chuột luôn. Con luôn thôi quá. Giờ dựng rồi đặt lại đi. Nó đẩy cái ỉ ra ngon ngon. Hết hồn hả? Ừ. Rồi, đặt lại. Thấy ngon ngon bạn ơi, cuối cùng đi ra đây bờ kinh. Ngon quá, cuối cùng kết quả đặt không có bạn. Bên kia thì sẽ tốt cỏ hết trơn rồi, cái cỏ quéo hết trơn kìa. Cỏ thảm 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 vậy đó. Giờ chú ngon quá trời. Bảy huyền thoại của mình này nha. Đây nàng này nè ông ơi, thằng này nè, không mấy quận rồi còn không nhớ. Thì vậy á, ờ đúng rồi, ủa sao đâu tiểu khác. Ờ. Không phải đâu. Không phải là anh cầm thăm chưa? Từng để cho qua cái nó mất dấu này anh cầm lúa giùm anh này. Nè. À, mưa gió cái nó cỏ nó tốt, nó mất dấu, không biết. Này chắc chết rồi quá cầm. Dính hoài sao chịu nổi dính tiền hai con hả? Chưa có thấy được, đang móc, đang bươi đang móc. Dính là kỳ tích luôn. Dính chuột chết cái gì nè, nhìn ảnh đầu này nè. Chuột chết thúi quắc kìa. Cái bẫy quyền thoại của mình. Cuối cùng chết quay ông chuột này. Chuột đã sát luôn. Khu vực này mình có 3 cái bạn ơi. Với bờ kinh này mình đặt có 1 cái một rồi nha. Rồi chạy ra đằng kia mình mới quẹo bên tay phải mà cái vô cái bờ ruộng để bằng. Có 2 cái, chuyến rồi thì 2 cái chốt quất các bạn. Chuyến trước thì cần nó thăm 2 cái dính 2 con. Rồi mà hết khu này là có 3 cái đó. Rồi mình đi qua khu kia mình cũng còn 3 cái nữa là kết thúc video bạn. Tính ra mình còn có 6 cái nữa thôi. Bữa nay lượng 7 hôm nay bữa nay mấy cái khoảng 15 cái trở lại nha bạn. Nay mình chăm thêm mà còn có cức rồi. Chuyến được ngồi chuyến rồi dính con ngựa phóng sinh. Cái này có cức các bạn ơi, cức dữ lắm cức. Cứ giữ lắm, thường thường là gắn nhỏ nha bạn. Cứ nó trắng phếu trong này chưa. Ừ, nó ỉa coi nè. Quá trời luôn, giữa trời nắng chói chang. Cho nó mát đặt không, xe mình đậu đó kìa. Giữa đây mát mắt luôn. Cứ ỉa cỏ đó đó, không biết con gì nữa. Chắc chắn là con hành nha bạn. Nhỏ tới mức độ mà không thấy gì luôn. Để cứ nó lạnh luôn nè. Đó, bò trắng đúng cức luôn. Ú, cần con quỷ này tính ra nó ngu ghê. 3 con nha bạn.
cũng có tiền. Đây, được hai em đầu hồi nãy hơi trọng hơn nha bạn. Hai em nè. Hai em này cộng với bên này chắc hơn nửa ký bạn, có 800 g được. Hai em hai trong túi chứ con đó bạn. Rồi. Bắt ra luôn rồi bạn. Nhỏ. Con đẹp ha. Giờ đây hút gắn con đẹp hơn. Con là muốn xoài, con gì con này. Cái kêu một cái gì đó, cỏ gì đó. Phải nhấc găng người ta ưa bẻ cái đọt các bạn. Ta nhai nhai cái nó ra cái hậu the the. Con không biết cỏ gì, bông gì đó bạn ơi. Bạn nào biết hãy comment cho mình nha. Biết tên gọi của bông này. Quá trời. Bông dữ lắm bông, tại hơi xa không thấy bạn. Bông rực rỡ. Vô đây. Hút cái cuối của khu này luôn nha bạn. Hôm nay mình thăm có một khu đó là không dính con nào bạn ơi. Bây giờ cũng ra có một khu đó hình như 5-6 cái mới chăm luôn mà không dính nó mới đau. Mình cần dính được con con mà mình không dính như nào. Có hiện tượng cứt không? Ồ có cứt hay gì ta? Có cứt rồi bạn ơi. Nè, mình được dạch thấy trắng trắng, còn khiều khiều cái nó mềm mềm nè. Thì là có cứt rồi. Có cứt là mừng. Trời ơi, đừng nó cứt chuột nghe, thấy trắng trắng vậy. Khiều khiều. Tưởng cứt, cứt gắn, ai ngờ không thấy con gắn nào, thấy chuột chạy ra thất vọng, ê chệ. Đau lòng chứ, bờn nó ngon với mứt luôn. Vòng vòng ba bên bốn phía là ruộng người ta khô gan hết trơn. Mà cái bờn này là khúc đằng kia đó, cái bờ kinh mà khúc kinh rất là lớn nha. Đằng kia trống lỏng luôn. Trống lỏng luôn, xa xa có nhà cái chú mà trống lỏng à. Bên đó cũng vậy luôn, trống luôn. Khô gan luôn, kinh thì bự chà bá nện luôn. Chỉ có khúc này là ấm hiểm nhất thôi luôn. Tại sao gắn khủng, gắn gắn lớn, gắn gì đâu mất tiêu hết trơn. Thâm dở không có tức, chết. Tức tại sao nó không dứt. Rồi, ok nha. Mình cứ đặt lại nữa. Nó ỉa à. Nó ói gắn rồi đó hả? Cái này hồi nãy thì mình không có quay, cần cần thì nãy nó có quay ha. Này cái dính con cá này bự cái bòn. Trong túi nó có con bò lúc chích nhích đó bạn. Trời trời trời, phản ứng không kịp với nó luôn. Quá dữ rồi. Quá. Đúng rồi, vất vả. Về vừa hỏi con đi bày rắn con có cái. Về nó chó ngủ dưới gầm giường khổ. Ừ. Vậy đi, ngon chứ, rồi nữa cứ văng tùm lum. Con nãy con đưa không? Được, trời có tiền. Bộ khè khè thôi chứ bộ mà. Có tôi như không, con nào bự bằng con ông hết trơn gì cũng khè khè thôi hoài. Rồi, bố mày đặt lại. Okay. Đi qua khu khác này, khu này khu cuối cùng của anh em mình nha. Rồi, mình thăm quái xong ấy. Cái mặt các bạn chứ thì sao bắt cái bay khắp đâu. Ừ, đuối á, nghĩa là nó người tá quả tâm tinh đó. À, hôm nay nó dính ít quái mới thầy đuổi chứ nhiều nhiêu cũng thầy đuổi đâu. Có mười mấy cái mà dính được mấy con rồi, dơ ra đây coi, dơ đây coi. Bữa nay cần khoảng cả 12 cái gì, dính được hai em kìa, trọng cãi với bộ à. Đấy, ra có hai em à. Hai em cũng được. Tạm rồi, tạm tạm. Còn được mấy cái bẫy để hồi đi đặt chung với anh đúng không? Có được 3-4 cái chứ. Ừ, còn mình đem từ hồi sáng tới giờ này, chưa có gới vô nữa nè. Sư phụ đem cải của sư phụ có thường như ai đồ ai nhớ hình mà. Gì? Đem rắn sư phụ. Này chưa bỏ chuột, cái này chưa bỏ chuột, chuẩn bị đồ bỏ vô. Đem rắn sư phụ coi. Này. Rắn. Gắn. Gắn tôi thì phải nhiều không ông tôi. Không, cái này là của mình các bạn, cái của sư phụ mình nè. Trời ơi. Cái của mình này, của mình nhiều lắm. Mình thì được 3 chú, cả 150.000 phẻ ru. Ha, đêm buổi chiều được 150. Trời của mình cho thơm hành quá vậy ta. Thơm không? Trời ơi thơm, còn đó nó thúi ông cô nội ơi, cái mùi thu dục thúi dữ vậy. Chuột này nó ăn với ỏi ra nó mùi ỏi luôn. Vợ cái gì? Nè, của mình. Không phải nó ỏi ra đây. Ôi nữa đó. Hèn chi, mở ra. Hèn chi chết luôn. Mới đem đi rửa xong. Đã còn ơi. Còn thúi gì đó hả? Con khác nói đó. Con kia nó chịu không nổi nó ói nữa. Mà gần gần tao hồi tao chịu nổi tao ói luôn bây giờ. Thọt tay vô mới thọt ra mới lấy ra được, trước sau mới thọt tay mà, thọt tay vô đi rửa. Ừ, thọt tay gì mày nắm vợ mình, cái vợ mình đi dị mày luôn, vợ mình mày luôn. Lý gì nó gì luôn, lý gì liên luôn các bạn. Ừ, rồi ok. Ok các bạn nha. Bye bye các bạn ơi. Ok, các bạn
Nhớ là hôm nay là cánh của sư phụ Binh Trần Săn Bắt và Tòng Cân TV nha các bạn. Ừ. Các bạn mà thấy hay thì nhớ cho thầy đo mình một đăng ký. Một đợt like phải không? Một like, một like lên rồi, một like lên rồi. Like lên rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Rồi ok, mình trên đỉ kết thúc video bạn ơi. Rồi mình lên đường đặt với cái này các bạn. Đặt thêm một chậu mới nữa. Để mà chuyến sau có bảy nhiều nhiều nữa thăm cho các bạn xem nha. Bye bye. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Các bạn nhiều nhé.